kỳ phùng địch thủ, siêu tên lửa Mỹ ra mắt quyết chiếm ngôi vương của Iskander-M Nga. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với TP Trends nâng tầm kiến thức. Các bạn thân mến, cuộc đối đầu và chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường là Mỹ và Nga đã bước sang một giai đoạn mới căng thẳng hơn, quyết liệt hơn, mà minh chứng rõ nét nhất là xung đột nóng bỏng ở Ukraine. Trong bối cảnh đó, người ta không khỏi so sánh về những loại khí tài trong cùng phân hạng, xem loại khí tài nào ưu việt hơn, trở thành chủ đề được giới truyền thông vô cùng quan tâm. Chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là Deepseeker và Iskander. Thực hư sức mạnh của chúng là gì? Tại sao lại được đặt lên bàn cân để so sánh? Hãy cùng TP Trends đi tìm hiểu trong video ngay sau đây. Kể từ khi ra mắt, Iskander của Nga được coi là vua trong các dòng tên lửa chiến thuật trên thế giới. Tầm bắn xa, sức công phá lớn, cơ chế dẫn đường đặc biệt là những ưu điểm của loại tên lửa này. Đáp trả sự phát triển của tên lửa Iskander Nga, quân đội Mỹ ký hợp đồng với tập đoàn Raytheon phát triển một hệ thống tên lửa tấn công chính xác tiên tiến có định danh là Deepseeker. Nhiều yếu tố chỉ ra, từ khi biên chế, Deepseeker đã tạo cho Mỹ khả năng cân bằng với Iskander trên chiến trường châu Âu. Sau chiến tranh lạnh, quân đội Mỹ đã không còn mặn mà với dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật NGM-140 ATAC-MS. Nước này so với trước đây đã có phương châm quân sự mới, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố. Hơn nữa, trong bối cảnh Nga, Trung Quốc, Triều Tiên đều đang đầu tư mạnh để nâng cao khả năng tấn công của tên lửa chiến lược, chiến thuật và bắt đầu có những thành tựu đáng kể đe dọa vị thế cường quốc quân sự số 1 của Mỹ. Vì vậy, Mỹ phải tập trung phát triển loại tên lửa tầm xa của mình. Nói một chút về bối cảnh, đầu tiên là Nga. Nước này thành công trong việc phát triển tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander, có những tính năng kỹ thuật hàng đầu thế giới với tầm bắn tối đa lên tới 500 km. Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn. Đầu đạn nặng 700 kg, có thể bay trên độ cao 50 km và được đưa vào biên chế năm 2006. Tổ hợp Iskander sử dụng xe phóng địa hình có khả năng cơ động cao. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu rắn giúp dễ dàng triển khai nhanh từ các xe vừa là phương tiện vận tải, vừa là bệ phóng di động. Độ chính xác của Iskander cực cao, sai lầm mục tiêu chỉ trong vòng 5-7m, kể cả khi nó được bắn phóng ở tầm xa nhất. Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga ra đời thay cho tên lửa đạn đạo chiến thuật OTA-23 OK, hay còn được gọi là Spider SS-23, đã bị cấm theo hiệp ước INF, được Nga biên chế từ năm 2009. Hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có kích thước nhỏ và địa điểm của đối phương trong phạm vi lên đến 500 km. Iskander là vũ khí chiến thuật và chiến lược với những tính năng kỹ thuật mở, sử dụng các đầu đạn thông thường chuyên dụng như xuyên phá hầm ngầm, tác chiến điện tử EMP, mang đầu đạn thứ cấp, đầu đạn nổ hay phá mảnh tăng cường và cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Nó đủ sức phá hủy một tòa nhà hay tàu chiến. Sau khi được triển khai, tên lửa có thể được phóng đi trong vòng 16 phút từ bệ phóng di động, hoặc trong vòng ít nhất 4 phút từ một phương tiện ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Ngoài ra, tên lửa thứ hai có thể được phóng trong vòng chưa đầy 1 phút sau khi tên lửa đầu tiên đã rời đi. Iskander-M mang theo một tổ hợp các thiết bị gây nhiễu điện tử, cả thụ động và chủ động để chế áp radar của đối phương. Không chỉ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó đoán trước được đường bay, tên lửa Iskander còn được áp dụng công nghệ tàng hình, cho phép nó xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại, tránh các hệ thống đánh chặn tinh vi nhất của phương Tây, bao gồm cả Patriot. Tên lửa đạn đạo hành trình này được cho là một trong những vũ khí phi hạt nhân đáng gờm nhất của Nga, có thể nhanh chóng vô hiệu hóa các thành phần của hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ. Chỉ cần vài tổ hợp tên lửa Iskander cũng có khả năng thay đổi cán cân lực lượng trong bất kỳ cuộc xung đột khu vực nào. Trong khi đó, vào tháng 2 năm 2018, Triều Tiên công bố một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoa Sung 10 có cấu trúc tương tự Iskander nhưng không có những hạn chế về tầm bắn như tên lửa của Nga. Triều Tiên cũng không phải một bên của hiệp ước INF. Hệ thống này được sử dụng như vũ khí chiến lược tiên tiến tấn công lực lượng Mỹ ở khoảng cách trên 500 km. Nhưng các thế hệ trước của Deepseeker không thể đáp trả do đuối tầm. Iran cũng đã triển khai một hệ thống vũ khí đạn đạo với sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên có thể tấn công các căn cứ của Mỹ ở Afghanistan và Trung Đông, nhưng các tên lửa đang được biên chế cũng không đủ tầm bắn để trả đũa. Các tên lửa đạn đạo Shahab-3, tên của Iran đặt cho tên lửa Ngô Đồng 1 do Triều Tiên phát triển, có tầm bắn gấp 3 lần so với tầm bắn của Deepseeker và đầu đạn lớn hơn nhiều. Từ khu vực phía Tây Iran, tên lửa này có thể tấn công tất cả các mục tiêu trên khắp đất nước Afghanistan. Để đáp trả với mối đe dọa trên, thì quân đội Mỹ đã thực hiện kế hoạch tăng tính năng cho các hệ thống tên lửa, kể cả tên lửa chiến thuật của lục quân.
Không lâu sau khi chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, Lầu Năm Góc đã nhanh chóng tiến hành các bước chuẩn bị để có thể triển khai vũ khí mới. Theo công bố của tập đoàn Raytheon vào tháng 3 năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhất trí với tên lửa đất đối đất thế hệ mới Deep Stryker của tập đoàn này. Tên lửa thế hệ mới Deep Stryker là sản phẩm thuộc chương trình Long Range Fighter, tạm dịch là vũ khí chính xác tầm xa. Mục tiêu của chương trình là cho ra đời loại vũ khí công nghệ cao có tầm bắn xa để tiêu diệt các mục tiêu như các trung tâm chỉ huy, kiểm soát, bong ke, khu vực tập kết trực thăng, tập trung quân và các mục tiêu cố định khác của địch mà không thể dùng máy bay để tấn công hoặc trong trường hợp không có ưu thế trên không. Deep Stryker có tầm bắn từ 300 đến 550 km, xa hơn tầm bắn của Iskander với độ chính xác cực cao. Phía nhà phát triển cho biết, loại tên lửa mới đủ sức tác chiến ngay cả trong môi trường gây nhiễu điện tử. Việc vượt qua các hệ thống gây nhiễu điện tử khiến cho việc đánh chặn tên lửa này khó khăn hơn bao giờ hết. Về hình dáng và tính năng, loại tên lửa Deep Stryker được coi là kẻ thay thế đáng giá cho tên lửa ATACMS đang hoạt động trong quân đội Mỹ và đồng minh. Việc chế tạo tên lửa mới có kích thước gần tương đồng với tên lửa thế hệ cũ đã giúp Mỹ tận dụng tối đa cơ sở vật chất cũng như các bệ phóng hiện có. Phía nhà sản xuất cũng bật mí, dòng tên lửa mới ứng dụng nhiều vật liệu mới sẽ giúp cho tên lửa khó bị radar phát hiện hơn. Việc nhà sản xuất dự tính tầm bắn của loại tên lửa này vào khoảng 550 km, tuy nhiên chúng hoàn toàn có thể tăng tầm theo mong muốn. Cũng giống như Iskander-M của Nga, tên lửa Deep Stryker của Mỹ có thể triển khai và bắn cùng lúc hai quả đạn trên xe phóng. Điều này giúp tăng cường hiệu suất tiêu diệt mục tiêu. Tập đoàn Raytheon, đơn vị sản xuất nhấn mạnh, tên lửa Deep Stryker thế hệ mới sẽ có kích thước chỉ bằng một nửa, nhưng đầu đạn nó mang theo thì mạnh hơn bất kỳ loại tên lửa đang có nào trong quân đội Mỹ. Khi đi vào sản xuất, tên lửa Deep Stryker sẽ tận dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt M270, MLRS và M142 HIMARS để tăng cường sức tác chiến cho lục quân nước này. Một thiết kế đặc biệt của Deep Stryker khiến nó được đánh giá vượt trội so với Iskander-M chính là thiết kế theo dạng module cho phép lắp đặt tăng phạm vi hoạt động trong tương lai và thậm chí là tấn công các mục tiêu trên biền. Hệ thống Deep Stryker của Raytheon còn có thể bắn hai tên lửa từ một ống phóng đơn. Điều này không chỉ giảm chi phí mà còn tăng công suất thiết bị lên tới 40% so với hệ thống ATMS trước đó. Tiến sĩ Thomas Bushing, phó chủ tịch phụ trách phân ban tên lửa tiên tiến của Raytheon cho báo chí hay, Raytheon có thể phát triển, thử nghiệm và đưa vào khai thác hệ thống mới này, giúp quân đội Mỹ thay thế một loạt vũ khí đã lão hóa và có thêm sức mạnh để đối phó với loạt khí tài hiện đại của đối phương. Khi được biên chế, Deep Stryker đã trở thành một tên lửa đạn đạo tầm trung cực kỳ lợi hại với bệ phóng vững chắc cho Mỹ trong cuộc đua vũ trang tại châu Âu. Quan trọng hơn là Deep Stryker trong vỏ bọc của tên lửa tầm ngắn sẽ khiến Nga khó triển khai các vũ khí trả đũa, bởi Moscow từng tuyên bố sẽ không làm điều đó trước Mỹ. Việc Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước INF cho thấy hệ thống tên lửa chiến dịch chiến thuật Deep Stryker có thể mở rộng tầm bắn hiệu quả hoặc phát triển các loại vũ khí tầm xa khác dựa trên công nghệ tương tự để có thể đánh trả đối phương ở khoảng cách lớn hơn. Giải pháp khả thi nhất của Nga để chống lại Deep Stryker có lẽ là bí mật nâng tầm bắn cho tên lửa Iskander-M nhưng không công bố rộng rãi. Trên thực tế, tên lửa chiến dịch chiến thuật Deep Stryker vẫn chỉ là một phần đáp án cho câu hỏi hóc búa và quan trọng mà quân đội Mỹ chưa có một giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Đó là làm thế nào để đương đầu với quân đội Nga. Các lựa chọn khác bao gồm phát triển đạn pháo, tên lửa siêu âm, tăng cường máy bay tiêm kích tàng hình F-35 cho không quân, vân vân, chỉ là để bù đắp cho những khiếm khuyết của hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất và vẫn chỉ là lựa chọn thay thế mà thôi. Rõ ràng là thế giới đang đứng trước nguy cơ lớn của một cuộc trận đua vũ trang trên phạm vi toàn cầu với mức độ ngày càng khốc liệt hơn. Trên đây là những thông tin về Deep Stryker, loại tên lửa tối tân hiện đại của Mỹ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends nâng tầm kiến thức. Nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất sắp tới. Và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.